Và chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác ngày càng được mở rộng và đạt nhiều kết quả thực chất, tình cảm giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước ngày càng sâu sắc. Trả lời thăm hỏi và lời mời thăm lại Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa tháng 9 vừa qua là một trong những sự kiện quan trọng, ý nghĩa trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, sự hiểu biết giao lưu giữa Quốc hội và các nghị sĩ hai nước. Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Otsuji và Thượng viện Nhật Bản phát huy và tăng cường hơn nữa vai trò của hai quốc hội đối với sự phát triển quan hệ hai nước, ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện ba đột phá chiến lược, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy giao lưu nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ cũng như giao lưu các nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước, giao lưu thế hệ trẻ, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 520.000 người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản, trong đó có vấn đề chính sách miễn các khoản thuế cho lao động Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi cuối tháng 9 năm 2023 vừa qua. Đánh giá việc Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản và thăm song phương Nhật Bản sẽ góp phần cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác mới thiết lập, làm sâu sắc quan hệ hai bên trong các lĩnh vực hợp tác. Bày tỏ vui mừng trước tuyên bố chung ASEAN-Nhật Bản, hội nghị tuyên bố nhất trí tiếp tục duy trì chương trình giao lưu thanh niên ASEAN-Nhật Bản. Chủ tịch Thượng viện cũng cho rằng các chương trình giao lưu đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước. Chủ tịch Otsuji Hidehisa khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nhật trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường giao lưu hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp của hai nước trong thời gian tới.